Xin chào mọi người. Thực tế ở trên thị trường luôn tồn tại những trường phái giao dịch và đầu tư khác nhau. Nhưng tiêu biểu thì có thể chia ra làm hai trường phái chính, đó là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Những người ở hai trường phái này sẽ có những lý do riêng để bảo vệ quan điểm của họ, tại sao nên sử dụng phân tích cơ bản hoặc tại sao nên sử dụng phân tích kỹ thuật. Trong video này, chúng ta sẽ cùng làm rõ về hai loại phân tích này, đặc biệt là đối với người mới tham gia vào thị trường. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ hiểu tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng. Và nó chỉ quan trọng khi chúng ta hiểu đúng bản chất của nó. Vì thực tế, trong phân tích kỹ thuật lại có rất nhiều loại không hiệu quả. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Dành cho những ai mới xem kênh thì đây là nơi mình chia sẻ về chủ đề giao dịch và đầu tư, cũng như là những tư duy quản lý tài chính cá nhân. Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận xuống dưới video này. Mình sẽ đọc và làm những video giải đáp chủ đề mà mọi người đang quan tâm nhất ở những tập tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta sẽ phân biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản là việc xem xét những dữ liệu có sẵn của sản phẩm giao dịch và đầu tư như là phân tích kinh tế, báo cáo tài chính, các sự kiện liên quan, v.v. để xác định tiềm năng và triển vọng của sản phẩm. Trong khi phân tích kỹ thuật thì lại tập trung chủ yếu vào dữ liệu giá từ biểu đồ để đưa ra quyết định. Vậy thì liệu giữa hai loại phân tích này, cái nào sẽ tốt hơn? Thực tế thì chúng ta cần hiểu rằng không có phương pháp nào là tuyệt đối. Mỗi một nhà đầu tư sẽ có những lý do riêng để chọn theo loại phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật. Hơn nữa, hai loại phân tích này nó chỉ là khác nhau, chứ nó không có nghĩa là xung đột lẫn nhau. Nó không phải là nếu dùng cái này thì sẽ không dùng được cái kia. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp cả hai loại phân tích. Thông tin cơ bản thì nó có thể là kiến thức nền tảng, hỗ trợ nhà đầu tư quyết định đầu tư sản phẩm nào. Còn phân tích kỹ thuật thì sẽ giúp chúng ta chọn được thời điểm vào, thời điểm ra thị trường tốt hơn. Từ những yếu tố trên thì chúng ta có thể thấy như thế này. Phân tích cơ bản chỉ phù hợp với đầu tư dài hạn. Còn ở cả đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn thì sẽ cần tới phân tích kỹ thuật, bởi vì phân tích kỹ thuật nó ảnh hưởng trực tiếp tới giá mà chúng ta quyết định mua bán ở đâu. Tuy nhiên, đối với cá nhân mình thì mình không sử dụng phân tích cơ bản vì một số lý do như sau. Thứ nhất, mình có giao dịch ngắn hạn và nó không cần tới phân tích cơ bản như chúng ta đã nói ở trên. Thứ hai, ở đầu tư dài hạn thì mình chủ yếu đầu tư theo chỉ số như là VN30. Ở bên crypto thì mình cũng đầu tư chủ yếu là Bitcoin và một vài đồng coin top. Nên là cũng không cần phân tích nhiều tới ngành nghề, công ty hay là đội ngũ phát triển. Thứ ba, đây là cái quan trọng nhất mà ít người nói tới. Đó là nếu chúng ta chỉ nói loại phân tích nào tốt hơn thì rõ ràng là nó không khách quan. Để khách quan nhất thì phải có số liệu cụ thể rõ ràng. Tức là nếu chúng ta thống kê vào theo một phương pháp trong một thời gian đủ dài, số lượng đủ nhiều thì chúng ta sẽ biết được phương pháp đó có hiệu quả và mang lại lợi nhuận hay không. Thời gian càng dài, số lượng lệnh càng nhiều thì kết quả càng chính xác. Nếu nó hiệu quả, có nghĩa là ở thực tế, nếu chúng ta áp dụng vào đúng theo phương pháp như vậy, thì nó cũng sẽ giúp chúng ta mang lại kết quả tương tự. Từ suy nghĩ như vậy, và mình thấy là chỉ có dữ liệu biểu đồ giá trong lịch sử mới có thể giúp mình thống kê để xác định được phương pháp của mình liệu có thực sự hiệu quả hay không. Và ở phân tích cơ bản thì chúng ta không thể nào làm được điều này. Ở phân tích cơ bản thì nó chỉ là những dữ liệu nghe có vẻ hợp lý, khiến giá tăng hay giá giảm, chứ nó không có một số liệu chứng minh thực tế trong thời gian dài. Đó là những lý do mình không sử dụng phân tích cơ bản. Nhưng đó chỉ là lý do cá nhân của mình và nó không có nghĩa là phân tích cơ bản không có tác dụng. Phân tích cơ bản sẽ có tác dụng khi bạn muốn đầu tư một công ty cụ thể nào đó hoặc là một đồng coin cụ thể nào đó, ví dụ như một đồng coin mới nổi chẳng hạn. Lúc này thì chúng ta mới cần phân tích công ty như thế nào, phân tích các ban lãnh đạo, báo cáo tài chính của công ty hoặc là phân tích đội ngũ phát triển của cái đồng coin mới nổi đó. Và tất nhiên, nếu bạn muốn đầu tư như vậy thì bạn vẫn cần phải biết phân tích kỹ thuật để lựa chọn được giá vào, giá thoát ra tốt nhất. Trước khi bắt đầu với những kiến thức về phân tích kỹ thuật và làm sao để chọn ra phương pháp phân tích kỹ thuật cho đúng giữa muôn vàn các công cụ phân tích kỹ thuật không đem lại hiệu quả, thì nếu ai đang có quan tâm tới việc giao dịch crypto trên nền tảng MT4 thì bạn có thể lựa chọn giao dịch tại sàn Bybit, vì đây là sàn crypto đầu tiên ra mắt thêm nền tảng MT4 trong giao dịch của mình. Đây cũng là một sàn giao dịch crypto uy tín. Nếu bạn chưa có tài khoản thì có thể tạo tài khoản ở link mình để ở phần mô tả dưới video này. MT4 là một nền tảng phổ biến ở thị trường Forex mà nó có những ưu điểm riêng so với việc nếu chúng ta chỉ giao dịch trên nền tảng website. Ví dụ như là chúng ta có thể cài đặt thêm được các chỉ báo robot có các tính năng hỗ trợ tốt như là quản lý vốn, tính toán khối lượng tự động, xác định các vùng cản, hoặc bạn có thể cài chuông cảnh báo khi giá tới một mức nào đó. Có rất nhiều tính năng chỉ có trên nền tảng MT4 mà ở nền tảng website không có. Nếu bạn đã và đang giao dịch Forex trên nền tảng MT4 thì cũng không còn xa lạ với những thứ đó. Ngoài những ưu điểm trên thì khi giao dịch tại Bybit, chúng ta cũng có những ưu điểm khác
như là spread thấp, phí giao dịch chỉ là 0.06% và hỗ trợ đòn bẩy lên tới 100 lần. Ngoài ra thì trên Bybit cũng còn có copy trading, tức là sao chép giao dịch của người khác, và gridbot, tức là con bot hỗ trợ tự động mua bán. Nó sẽ phát huy tốt khi ở thị trường sideways đi ngang. Những cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Và ở bất cứ lĩnh vực loại hình nào thì khi bắt đầu tham gia, bạn chỉ nên bỏ một số vốn nhỏ, coi như là chi phí học tập, sao cho bạn thực sự hiểu cái điều đó trước khi bắt đầu giao dịch thực tế. Mình sẽ không thể đủ thời lượng để nói chi tiết về tất cả trong quá trình tạo tài khoản và bắt đầu tìm hiểu. Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể liên hệ tới mình để được giải đáp thông qua đường link mà mình để hiện trên màn hình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là tất tần tật về phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật thực tế là việc chúng ta nghiên cứu cách giá di chuyển được biểu hiện trên biểu đồ để từ đó chúng ta đưa ra quyết định vào lệnh mua bán sao cho tốt nhất. Tất cả mọi thứ về phân tích kỹ thuật đều dựa theo giá và giá lại được biểu diễn trên biểu đồ. Thường trong các phân tích kỹ thuật sẽ có những phần chính mà chúng ta thường nghe nói tới, đó chính là biểu đồ nến nhật, xu hướng, các vùng cản hay là hỗ trợ kháng cự, các chỉ báo, các mô hình nến, vân vân. Tất cả các kiến thức này thì bạn có thể tìm ở bất cứ nơi đâu trên mạng hay là các tài liệu hướng dẫn về phân tích kỹ thuật. Mình cũng từng là một người mới bước vào thị trường giống như bạn. Mình cũng đã từng học và thực hành rất nhiều các kiến thức đó. Tuy nhiên mình thấy mọi thứ nó khá là rời rạc với nhau. Cho tới khi mình tập trung nghiên cứu về cách xác định giá di chuyển trên thị trường thì mình tổng hợp lại thành luật bò gấu. Nó đi lên từ việc bản chất giá hình thành như thế nào, tại sao giá di chuyển. Thông qua việc mua bán thì giá được hình tượng hóa thành việc đấu tranh giữa hai phe là phe bò tượng trưng cho phe mua và phe gấu tượng trưng cho phe bán. Chính vì thế, mọi thứ đi lên từ bản chất mua bán nên là nó không bị rời rạc và hoàn toàn logic với nhau. Về luật bò gấu thì mình có chia sẻ xuyên suốt trong các video ở trên kênh này, từ kiến thức cho tới những ví dụ áp dụng cụ thể. Nếu bạn đã từng theo dõi mình từ lâu thì sẽ biết, còn nếu bạn là người mới thì sau video này bạn có thể xem lại các kiến thức đó dần dần. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu về giá, cách hình thành nên giá như thế nào. Ở trên biểu đồ sẽ có hai trục. Trục ngang này nó biểu hiện thời gian và trục dọc nó biểu hiện giá. Thông thường đối với một sản phẩm thì chúng ta cũng biết là giá nó cứ di chuyển như này. Các cái mức giá nó tăng giảm theo thời gian. Như ở đây thì chúng ta gọi là đường giá. Chúng ta sẽ chưa nói tới biểu đồ nến vội. Ở những cái đường giá này, khi mà phe mua lớn hơn phe bán thì nó sẽ khiến cái giá tăng lên. Trong trường hợp giá tăng, cái đường giá mà nó càng dốc, khi đó nó có nghĩa là cái khoảng cách giá di chuyển từ một mức giá A tới một mức giá B nó sẽ tốn thời gian ngắn hơn so với một cái đường giá thoải hơn. Mình ví dụ như này. Điều này nó thể hiện là cái vận tốc giá ở đây nó sẽ nhanh hơn cái vận tốc giá so với đường thoải này. Nó cũng có nghĩa là đường giá càng dốc hơn thì nó tăng mạnh hơn và lực mua so với lực bán cũng mạnh hơn. Tương tự đối với đường giá giảm thì chúng ta cũng có đường giá giảm dốc này và những cái đường giá giảm thoải. Như vậy, đường giá càng dốc thì cái lực càng mạnh và đường giá càng thoải thì cái lực càng yếu. Chính bởi vì phe bò tượng trưng cho phe mua nên ở đường giá tăng này chúng ta sẽ hình dung là phe bò đang tấn công. Cho tới một thời điểm nào đó chúng ta bắt đầu thấy những cái đường giá giảm. Lúc này có nghĩa là phe bán được tượng trưng bởi phe gấu, nó phải mạnh hơn cái lực mua trước đó thì nó mới khiến giá giảm xuống được. Như vậy cái điểm đỉnh cao nhất này chính là cái điểm xoay chuyển đổi từ lực mua mạnh hơn sang lực bán mạnh hơn. Thông thường chúng ta gọi đây là đỉnh á. Và ở cái vùng điểm xoay này chúng ta gọi là vùng gấu. Tức là ở cái vùng này phe gấu đang chiếm ưu thế. Khi mà phe gấu tham gia vào tấn công và thắng thế phe bò, nó khiến giá đẩy xuống. Sau đó nếu phe bò lại tấn công ngược lại, thắng thế đẩy giá đi lên. Thì tương tự chúng ta cũng có đây là cái điểm xoay chuyển đổi từ lực bán mạnh hơn sang lực mua mạnh hơn. Và chúng ta cũng có đây là vùng bò. Nếu giá tăng lên trở lại cái vùng gấu này thì bản chất khi giá giảm từ vùng này nó vẫn còn những cái lệnh bán mà chưa được khớp. Do đó khi giá tăng lên tới cái vùng gấu này thì những cái lệnh đó nó sẽ được khớp và nó sẽ làm cho lực mua bị giảm lại ở đoạn này. Đó là về bản chất. Còn để hình dung dễ hơn thì chúng ta hãy tưởng tượng ở đây chính là vùng gấu, tức là vùng căn cứ của phe gấu. Và khi phe bò lên tới vùng căn cứ này, lúc đó thì phe gấu sẽ tham gia vào và bảo vệ cái vùng căn cứ đó. Do vậy cái lực của phe bò lúc này nó sẽ có xu hướng bị cản lại. Chúng ta sẽ có hai cái khả năng chính mà nó có thể xảy ra. Nếu mà phe bò đi tới đoạn này mà thắng thế phe gấu bị cản lại
thì giá sẽ tiếp tục đi lên. Còn nếu phe bò bị phe gấu cản lại, tức là yếu hơn phe gấu ở đoạn này, thì giá sẽ bị đẩy xuống. Vậy thì cái vùng gấu này càng mạnh, cái khả năng mà giá bị đẩy xuống sẽ càng cao. Ngược lại, nếu mà vùng gấu này càng yếu, thì cái khả năng mà cái vùng gấu này nó bị phá vỡ sẽ càng cao. Vùng gấu này mạnh hay yếu thì nó cũng sẽ dựa vào cái độ dốc của cái con sóng giảm này. Nếu mà độ dốc nó thoải thì vùng gấu này nó sẽ yếu. Còn nếu độ dốc mà nó đứng thì có nghĩa là phe gấu bán ra từ cái vùng này nó rất là mạnh. Do đó thì cái vùng gấu này nó cũng sẽ mạnh hơn. Bình thường vùng gấu vùng bò này thì nó cũng tương tự như cái khái niệm hỗ trợ hay là kháng cự mà các bạn có thể nghe thấy ở nhiều tài liệu. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ sử dụng hỗ trợ kháng cự thì sẽ rất khó để hiểu cái bản chất sâu xa tại sao giá lại di chuyển như vậy. Và nó cũng khá rời rạc, không liên kết được cái cách mà giá di chuyển. Áp dụng đối với cái biểu đồ ví dụ này thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận diện các vùng bò gấu. Ví dụ các vùng bò là ở đây này, hoặc đây, hoặc là đây. Và các vùng gấu là ở đây. Mục tiêu của chúng ta là chỉ nên sử dụng những cái vùng bò gấu rõ ràng, tức là những cái đỉnh hoặc là đáy nó rõ ràng. Còn bản chất những cái vùng đỉnh kiểu này hay là những cái vùng đáy kiểu này, nó vẫn là những cái vùng bò gấu, nhưng mà bởi vì nó quá nhỏ so với cái biểu đồ hiện tại nên là chúng ta sẽ không dùng tới. Có thể nó sẽ được dùng tới khi mà chúng ta xem ở những cái khung thời gian nhỏ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tập nhận diện, tập nhìn trên biểu đồ nến thực tế. Mình sẽ nói sơ qua về biểu đồ nến cho những người mới chưa biết. Còn nếu các bạn đã biết rồi thì có thể chuyển sang phần tiếp theo. Như ở trên hình này thì đây chính là biểu đồ nến của đồng Bitcoin ở khung ngày. Chúng ta có thể thu nhỏ hoặc là phóng to biểu đồ. Biểu đồ nến này nó sẽ gồm một cái trục ngang thể hiện thời gian và trục dọc thể hiện giá. Nó cũng giống như hồi nãy mình nói. Trong biểu đồ nến thì nó sẽ gồm các cây nến. Như ở đây chúng ta có thể thấy có hai loại nến, đó là nến xanh và nến đỏ. Nến xanh thì nó thể hiện là giá tăng, còn nến đỏ thì nó thể hiện là giá giảm. Bản chất của một cây nến này, nó thể hiện là giá di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ ở đây là biểu đồ của khung ngày, thì có nghĩa là một cây nến này, nó tượng trưng cho việc giá di chuyển trong vòng một ngày. Ví dụ như ở đây, thì cái cây nến này nó thể hiện là trong vòng 24 giờ hôm qua, nó được hình thành. Còn cây nến này thì nó đang hình thành trong hôm nay. Bản chất như hồi nãy mình nói thì chúng ta cũng có giá di chuyển như này. Thì mình ví dụ đây là một cái khoảng thời gian trong một ngày mà giá di chuyển. Cái giá ở thời điểm bắt đầu tính mốc thời gian thì chúng ta gọi là giá mở cửa. Tương tự giá ở thời điểm kết thúc thì chúng ta gọi là giá đóng cửa. Từ cái mốc giá mở cửa này với mốc giá đóng cửa này, nó sẽ hình thành một cái chúng ta gọi là thân nến. Chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật. Và nếu cái giá đóng cửa này nó cao hơn cái giá mở cửa thì khi đó cái thân nến này nó thường sẽ được tượng trưng là màu xanh, giống như những cây nến này. Trong cái quá trình di chuyển từ giá mở cửa tới giá đóng cửa này, nó sẽ có những cái mức giá thấp nhất. Ví dụ ở đây, đây chính là mức giá thấp nhất này. Từ mức giá thấp nhất này nối với thân nến thì chúng ta sẽ hình thành một cái râu dưới của nến. Và từ cái mức giá cao nhất này nối với thân nến, chúng ta sẽ có râu trên của nến. Khi đó thì nó sẽ hình thành xong một cây nến. Tương tự nếu chúng ta cũng có hai mốc thời gian mở cửa và đóng cửa ở đây. Sau đó giá di chuyển như này. Thì mức giá ở mốc mở cửa này cũng chính là giá mở cửa. Và đây chính là giá đóng cửa. Nó sẽ hình thành thân nến. Trong trường hợp này giá đóng cửa nó lại đang thấp hơn giá mở cửa, thì khi đó thân nến này nó sẽ tượng trưng cho thân nến giảm và nó thường được biểu diễn bởi màu đỏ như ở bên này. Tiếp tục chúng ta xét giá cao nhất và giá thấp nhất. Giá cao nhất chính là đây, nối với thân nến tạo thành râu trên. Và giá thấp nhất như ở trường hợp này, gần như là cái giá đóng cửa cũng là cái giá thấp nhất, thì khi đó nó sẽ không có râu nến. Đấy, chúng ta cần lưu ý thêm một cái đó nữa. Đó chính là cái việc mà bạn hiểu sâu xa cái nến được hình thành như thế nào. Như ở đây chúng ta thấy giá di chuyển trong vùng này là khoảng thời gian một ngày. Nó hình thành một cây nến như thế này. Vậy thì tương tự trong khoảng thời gian một ngày trước đó thì giá nó cũng sẽ hình thành ra một cái cây nến.
đây khoảng thời gian này. Khi đó thì nó sẽ nối tiếp nhau tạo thành nhiều cây nến như này và nó sẽ ra được biểu đồ nến. Nếu khoảng thời gian này là một ngày thì chúng ta sẽ gọi cái biểu đồ nến đó là biểu đồ tại khung một ngày. Tương tự, nếu khoảng thời gian là 1 giờ, chúng ta cũng sẽ gọi biểu đồ nến đó là biểu đồ khung 1 giờ. Nó sẽ có những cái mốc thời gian phổ biến như chúng ta có thể thấy ở trên đây. Đó là 1 phút này, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Đó chính là các khoảng thời gian để hình thành một cây nến. Như vậy thì chúng ta cũng đã biết được từ giá hình thành nên biểu đồ nến như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nhìn trên biểu đồ nến để tập tìm ra các vùng bò, vùng gấu. Chúng ta có một biểu đồ như trên hình. Từ biểu đồ này chúng ta cũng có thể thấy là ở trong biểu đồ nến nó cũng hình thành nên một cái đường giá tương đối rõ ràng. Mình sẽ vẽ cái đường giá đó ra để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Đây chính là cái đường giá cơ bản của nó. Vậy thì từ cái đường giá này, chúng ta cũng biết là những cái vùng đỉnh, vùng đáy rõ ràng ở đâu. Và từ những cái vùng đỉnh, vùng đáy đó, chúng ta mới có thể vẽ được những cái vùng bò gấu. Mình sẽ dùng cái công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ ra các vùng bò gấu đó. Các vùng màu xanh chính là các vùng tượng trưng cho vùng bò và các vùng màu đỏ chính là tượng trưng cho các vùng gấu. Mình sẽ xóa cái đường vàng này đi để chúng ta có thể thấy rõ hơn. Một số quy tắc mà mình sử dụng để vẽ các vùng này như sau. Đối với các vùng bò thì chúng ta sẽ lấy từ cái mức giá thấp nhất, tức là từ những cái đáy của cái râu này, sau đó chúng ta kéo lên. Các bạn có thể thấy tại đây, những vùng này đều lấy từ những cái vùng giá thấp nhất này, kéo lên. Tương tự, đối với các vùng gấu thì chúng ta cũng lấy từ mức giá cao nhất kéo xuống. Đối với các vùng bò thì chúng ta sẽ kéo lên tới mức nào? Cái mức giá mà chúng ta kéo lên thì nó cũng không cần thiết phải chính xác tại một cái vùng nào. Chúng ta có thể lấy luôn cái phần râu nến hoặc là kéo lên tới một mức mà chúng ta cảm thấy cái vùng này nó có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Ngoài ra còn có một quy tắc nữa, đó là nếu mà hai đáy gần ngang nhau thì chúng ta cũng có thể vẽ thành một vùng và đi qua hai cái đáy đó. Tương tự như hai đỉnh cũng vậy, chúng ta cũng có thể vẽ thành một vùng gấu như thế này. Cái việc vẽ như thế này các bạn cũng không cần quá tỉ mỉ hoặc chính xác hoặc là quá dành nhiều thời gian cho nó. Cái quan trọng là chúng ta hiểu và nhận diện được nó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần xu hướng. Chúng ta đều biết xu hướng thường được chia ra làm 3 loại chính, đó chính là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Trong xu hướng đi ngang thì chúng ta lại có xu hướng đi ngang có quy luật và xu hướng đi ngang không có quy luật. Đối với một xu hướng tăng, chúng ta có thể hình tượng hóa nó bằng việc là xu hướng tăng chính là cái đợt tấn công của phe bò. Nó có nghĩa là phe bò liên tiếp tạo ra những cái đợt tấn công là những cái con sóng phá qua những cái đỉnh cũ, tức là những cái vùng căn cứ của phe gấu. Chúng ta có thể thấy như trên hình, giá phá qua những cái vùng đỉnh cũ này. Nó tạo ra các vùng đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Bản chất những cái vùng đáy này chính là những cái vùng căn cứ của phe bò. Và mục tiêu trong xu hướng tăng của phe bò là phe bò sẽ giữ vững những cái vùng căn cứ này, sao cho trong những cái con sóng hồi thì phe gấu không thể nào phá qua cái vùng căn cứ đó. Cứ như vậy nó sẽ tạo một cái cấu trúc đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Khi đó thì nó sẽ thể hiện một cái xu hướng tăng rõ ràng. Những cái vùng căn cứ của phe bò mà nó là cái nguồn gốc bắt đầu trong cái đợt tấn công phá qua cái vùng căn cứ của phe gấu là những cái vùng đỉnh cũ. Những vùng căn cứ như vậy là những vùng căn cứ quan trọng. Trong một xu hướng tăng rõ ràng thì những vùng căn cứ đó nó sẽ rất ít khi bị phá qua. Đây, chúng ta có một cái cấu trúc tăng này. Và những cái vùng căn cứ này tạo ra những cái con sóng phá qua cái vùng đỉnh cũ. Rõ ràng đây là những cái vùng căn cứ mạnh thì nó mới tạo ra được những cái con sóng mạnh để phá qua vùng gấu. Và trong trường hợp phe gấu lao vào, đẩy xuống, phá qua cái vùng căn cứ này thì đây chính là một cái dấu hiệu mà xu hướng tăng đang bị nguy hiểm. Nó chưa hoàn toàn chuyển sang xu hướng giảm, mà lúc này nó thể hiện một cái xu hướng không rõ ràng, hai phe đang tranh chấp lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Chúng ta thấy ở trước đó này, phe bò phá qua vùng đỉnh, sau đó thì phe gấu lại phá qua vùng đáy. Như vậy tới lúc này thì nó đang nằm ở một cái trường hợp mà giá quét hai đầu ở cái giai đoạn này, và nó đi vào một cái giai đoạn là không rõ ràng xu hướng.
Những giai đoạn như thế này chúng ta nên tránh giao dịch cho tới khi nào mà giá tiếp tục thể hiện một cái cấu trúc phá đỉnh tiếp theo, thì lúc đó cái xu hướng tăng nó mới tiếp diễn. Đối với một xu hướng giảm thì cũng tương tự như vậy. Nó là những cái đợt tấn công của phe gấu và phá qua những cái vùng đáy cũ. Nó cũng tạo những cấu trúc mà đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn. Mỗi lần giá phá qua những cái vùng căn cứ của phe bò thì phe gấu sẽ cố gắng tạo những cái vùng căn cứ thấp hơn để giữ giá, không cho giá đẩy lên. Cũng như trong xu hướng tăng thì những cái vùng căn cứ mà nó xuất phát của một con sóng phá qua các cái vùng đáy, nó là những cái vùng căn cứ quan trọng. Tức là nếu chúng ta có một xu hướng giảm thì kể cả cái việc giá hồi nó tạo cấu trúc tăng như thế nào đi chăng nữa, khi giá tới cái vùng căn cứ mà xuất phát của con sóng phá qua đáy trước đó thì phe gấu sẽ có xu hướng lao vào rất là nhiều để bảo vệ cái căn cứ này. Mục tiêu là đẩy giá xuống. Còn nếu trường hợp mà giá phá qua cái vùng căn cứ này, nó chưa hoàn toàn chuyển sang xu hướng tăng nhưng mà xu hướng giảm đang bị nguy hiểm, chúng ta cần lưu ý cái điều đó và hãy cố gắng hình dung giá luôn luôn là cái sự đấu tranh giữa hai phe, phe bò và phe gấu. Còn trong một xu hướng đi ngang thì sao? Như ở trên hình này, chúng ta thấy một đoạn giá đi ngang tại đây. Chúng ta có phe bò ở vùng dưới này, phe gấu ở vùng trên này. Thực tế cái xu hướng đi ngang nó là cái sự đấu tranh, tranh chấp giữa hai phe, phe bò và phe gấu. Và hai phe này nó không có phe nào là chiếm ưu thế hoàn toàn. Đặc biệt là ở những giai đoạn đi ngang như thế này. Như đoạn này chúng ta thấy là giá nó phá qua cái vùng gấu này rồi. Nhưng sau đó ngay lập tức phe gấu lại lao vào đẩy giá xuống. Bởi vậy ở những giai đoạn này nó không hoàn toàn có quy luật nào cả. Khi gặp những trường hợp này thì chúng ta nên tránh hoàn toàn, không cần phân tích nhiều. Bởi vì nếu chúng ta có vào lệnh trong giai đoạn này thì chúng ta đang tự đặt bản thân mình vào trong một canh bạc. Ở những trường hợp đi ngang như vậy thì chúng ta nên chờ giá nó phá hẳn hai cái vùng này, sau đó tạo cái cấu trúc tăng hoặc là cấu trúc giảm thì chúng ta mới canh vào lệnh. Như vậy chúng ta cũng đã tìm hiểu về các loại xu hướng trong thị trường được hình tượng hóa theo luật bò gấu như thế nào. Một kiến thức tiếp theo trong phân tích kỹ thuật đó chính là mô hình giá. Thực tế nếu mà chúng ta hiểu luật bò gấu và hiểu về đọc nến thì chúng ta cũng biết được là những cái mô hình giá nó chỉ là những cái trường hợp cụ thể trong việc đọc hiểu thị trường. Và nếu mà chúng ta cứ tìm mô hình giá ở trên Google, sau đó cố gắng học thuộc, nhồi nhét chúng vào đầu, thì như vậy chúng ta sẽ không thể nào hiểu được bản chất vấn đề. Và khi không hiểu được thì cái việc áp dụng cũng sẽ rất dễ bị sai. Ví dụ ở đây chúng ta có một mô hình giá mà mọi người gọi là lá cờ hay là cái nêm gì đó. Nếu mà chúng ta hiểu theo luật bò gấu thì chúng ta sẽ thấy được cái diễn biến giá di chuyển như thế nào và chúng ta biết được nguyên nhân rõ ràng ở trong trường hợp này có nên vào lệnh hay không. Chúng ta có một cái con sóng giảm này, thể hiện một đợt tấn công của phe gấu, sau đó phe bò đẩy lên. Tiếp tục chúng ta thấy tại cái vùng dâu này là một cái vùng gấu nhỏ và phe gấu sẽ lao vào đẩy giá đi xuống. Ở giai đoạn này thì hai phe tranh chấp lẫn nhau, phe bò lại đẩy giá đi lên, phe gấu lại đẩy giá xuống và phe bò lại đẩy giá lên. Ở đây phe gấu lại đẩy giá xuống. Chúng ta có thể thấy là hai phe đang tranh chấp và biên độ giá đang nén lại dần cho tới khi mà nó xuất hiện cái cây nến này. Nó phá qua cái vùng căn cứ của phe bò. Như vậy thì chúng ta có thể tổng hợp lại. Trước đó là một đợt tấn công mạnh của phe gấu, sau đó là một vùng tranh chấp giữa hai phe và giá nó đang bị nén lại dần. Tiếp theo, sau khi giá nén lại thì phe gấu nó thể hiện là nó phá qua một cái vùng căn cứ của phe bò. Ở cái giai đoạn này thì nó cũng còn tạo một cái cấu trúc giảm nữa. Vậy thì đây chính là một cái thời điểm đẹp để chúng ta có thể vào một lệnh bán tại đây và stop loss ở trên cái vùng này. Như vậy mục tiêu của việc hiểu luật bò gấu là chúng ta không cần phải cố gắng nhớ tên từng trường hợp cụ thể, không cần phải học vẹt mô hình nào, mà chúng ta có thể tự nhìn thị trường ở giai đoạn hiện tại để đọc hành vi giá giữa hai phe như thế nào. Lúc này cái sự tập trung của chúng ta là hiểu bản chất thị trường, chứ không phải là chúng ta đang tập trung nó là mẫu hình gì, lá cờ hay là cái nêm, hay là hai đỉnh hai đáy hay vai đầu vai. Ngoài ra khi mà hiểu luật bò gấu thì chúng ta cũng có thể biết được trong những cái mô hình giá đó, mô hình giá nào sẽ có xác suất thắng nhiều hơn. Mình ví dụ mô hình này nó sẽ như thế này.
Thì như hồi nãy chúng ta nói là nó có một cái đợt tấn công của phe bán tại đây này. Sau đó hai phe tranh chấp nén lại. Và sau đó giá phá qua. Thì lúc này nếu mà chúng ta vào lệnh bán tại đây, nó sẽ có khá là nhiều yếu tố ủng hộ. Bởi vì rõ ràng là tại cái giai đoạn này, phe gấu nó đang bắt đầu chiếm ưu thế này. Và cả cái giai đoạn lớn này, phe gấu nó cũng đang chiếm ưu thế bởi những cái con sóng giảm này. Nếu mà trước đó nó cũng tạo những cái cấu trúc giảm thì nó sẽ càng rõ ràng hơn nữa. Tuy nhiên, ví dụ đối với một mô hình vai đầu vai, như thế này. Thông thường nếu chúng ta học mô hình vai đầu vai ở trên mạng thì đa phần người ta sẽ nói là đây là một mô hình giá đảo chiều. Khi xuất hiện thì nó sẽ có xu hướng đảo chiều và khiến giá giảm đi xuống. Tuy nhiên thực tế thì nó không phải như vậy. Bản chất khi mà giá tạo mô hình như này, sau đó giá phá qua cái giai đoạn này, thì nó chỉ thể hiện là phe gấu ở trong cái mô hình này nó đang chiếm ưu thế thôi. Nhưng mà nếu nhìn tổng thể trước đó thì bản chất phe bò nó vẫn đang chiếm ưu thế bởi những cái con sóng tăng mạnh trước đó hoặc là xu hướng tăng mạnh. Tức là vùng này nó giống như là thể hiện đây chỉ là một cái sự thắng thế của phe gấu con thôi. Nhưng mà tổng thể thì phe bò mẹ nó vẫn đang thắng thế. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta cũng không nên vào lệnh bán ngay lập tức tại đây. Nhưng nếu mà trước đó chúng ta nhìn giá lại có trường hợp này, tức là xu hướng lớn hơn nữa tổng thể thì nó đang là giảm và giá lên tới cái vùng này. Đây, nó có một cái vùng gấu mạnh tại đây. Thì nó bắt đầu tạo ra cái mô hình này. Điều đó có nghĩa là giá lên tới cái vùng này, chúng ta gọi là vùng gấu mẹ bởi vì nó đang ở một cái xu hướng lớn hơn. Gấu mẹ tham gia vào thị trường, sau đó tạo ra cái mô hình và tại đoạn này gấu con bắt đầu thắng thế. Thì lúc này chúng ta mới nên vào lệnh bán tại đây. Rõ ràng cùng một mô hình nhưng mà ở những trường hợp khác nhau thì cái quyết định của chúng ta cũng sẽ khác nhau. Và nếu mà chúng ta không hiểu luật bò gấu, không nhìn tổng thể thị trường mà cứ gặp cái mô hình này, chúng ta vào lệnh bán theo sách vở thì chắc chắn là cái tỷ lệ thắng nó cũng sẽ không được cao. Tất nhiên còn nhiều mô hình giá hơn nữa, nhưng mà các bạn có thể áp dụng tương tự như vậy, sử dụng luật bò gấu để nhìn xem là cái mô hình giá nào nó có tỷ lệ thắng cao hơn, mô hình giá nào giúp cho cái lệnh của chúng ta sẽ đi tốt hơn. Khi hiểu được luật bò gấu thì chúng ta đang sử dụng cái bản chất để giải thích thị trường, chứ không phải là học vẹt theo một cái mô hình giá nào đó. Một cái yếu tố tiếp theo trong phân tích kỹ thuật mà mọi người nhắc đến đó chính là chỉ báo. Đa phần chỉ báo thì được người mới sử dụng rất là nhiều, bởi vì ở đâu cũng hướng dẫn cái cách sử dụng chỉ báo cho người mới. Tuy nhiên về bản chất là chúng ta thấy khi phân tích theo chỉ báo thì chúng ta đang không đi theo một cái bản chất của thị trường là giá. Bởi vì hầu hết các chỉ báo nó đều tính toán theo những cái giá trị của cây nến. Hơn nữa khi áp dụng nhiều chỉ báo thì chúng ta cũng thấy là cái biểu đồ nó rất là rối và chúng ta không thể nào nhìn rõ được giá. Đó chính là những lý do chính mà mình không sử dụng chỉ báo. Chỉ báo mình nói ở đây đó chính là những cái chỉ báo mà nó mang cái hướng thông báo vào mua hay vào bán. Ví dụ như là đường MACD này. Thường chúng ta sẽ được nghe là MACD cắt nhau đi lên thì sẽ canh mua, hoặc là cắt nhau đi xuống thì sẽ canh bán. Hoặc là RSI cũng vậy. Hay là những cái đường trung bình hoặc Bollinger Band. Những cái chỉ báo này thì mình hoàn toàn không sử dụng. Mình sẽ chỉ sử dụng những cái chỉ báo mà nó mang tính hỗ trợ thêm. Ví dụ như là phiên giao dịch này. Chúng ta có thể dễ dàng thấy các phiên giao dịch như là phiên Âu, phiên Mỹ, phiên Á thông qua cái chỉ báo này. Hoặc là nếu mà sử dụng MT4 thì chúng ta cũng có thể cài những cái chỉ báo quản lý vốn tự động tính khối lượng vào lệnh. Những cái chỉ báo đó nó mang tính hỗ trợ thì nó sẽ rất tốt cho công việc giao dịch của chúng ta. Thực ra thì mục đích cuối cùng của phân tích kỹ thuật cũng là để tìm điểm vào, điểm ra tốt và để xây dựng một cái phương pháp vào lệnh có tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt. Tuy nhiên, một mình phân tích kỹ thuật nó sẽ không quyết định tất cả, bởi vì nó không bao giờ cho chúng ta một cái phương pháp mà có tỷ lệ thắng tuyệt đối. Do vậy, chúng ta cần phải kết hợp thêm quản lý vốn tốt, kiểm soát tâm lý, xây dựng cái tính kỷ luật, tuân thủ theo phương pháp để trình độ của chúng ta sẽ ngày càng được cải thiện. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng thể về phân tích kỹ thuật, cũng như là hiểu rõ hơn sự khác nhau và cách áp dụng giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.